Nếu các bạn có nhu cầu mua nick lên ngay shop.tng.vn, hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ đền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em. Và nhận được một chút thông tin tuyệt vời mới gửi đến cho anh em, đó là vị tướng Aisa chính thức chuẩn bị ra mắt. Và đây là vị tướng số 93 của Liên Quân, khi mà có nhiều nguồn thông tin cho rằng tuyển thủ Xuân Bách đã chuẩn bị test cho mình vị tướng này. Và anh em hãy chuẩn bị chờ mong đi. Gửi đến cho anh em một cái trận đấu mà hôm nay tụ tập được 5 anh em chuyên nhân ở bên Việt Nam qua bên Quẩy Nát Đài Loan nha anh em. Và đó chính là vị tướng Aisa cùng các người anh em. Gửi đến cho anh em một góc trái màn hình là bảng ngọc trang bị và phù hiệu gợi ý cho anh em nhé. Chỉ tiếc là Aisa ở trong trận đấu này mình tự dưng lại phải đi trợ thủ anh em ạ. Một pha pick tướng hơi bị hài hước của đồng đội. Thành ra là bây giờ chúng ta trở thành Aisa đi trợ thủ nhá. Bật nấm nào. Nấm của Aisa như là một bức tường nha anh em ơi, ngăn cản đối thủ vượt qua. Và sau đó chúng ta phát nổ và gây một lượng thương đáng gờm. Aisa tấn công vào 2 lần tấn địch hoặc là vào 2 tấn địch thì sẽ giúp bạn thể kích hoạt được quả nấm nó nhanh gọn hơn. Wow, khó chịu ta. Em được tốc biến anh em ạ. Em được tốc biến là rất là tuyệt vời rồi. Khi mà nói về Aisa, đó chính là khả năng gây lượng sát thương phần trăm máu chuyển thành sát thương phép. Ở cái đòn tấn công đầu tiên của Tí Nị, pet của chúng ta tên là Tí Nị nhé anh em. Khi mà vượt quá tầm thì Tí Nị sẽ trở lại vị trí với Aisa và được hồi phục máu và năng lượng rất nhiều. Kéo Tí Nị về, đó chính là khả năng hất tung nhé anh em. Wow, khó sống rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao, khi mà chúng ta bị hạ gục, Tí Nị sẽ hóa điên và tấn công điên cuồng kẻ mà đã hạ bạn. Nên nếu kẻ mà hạ bạn đấy ạ có lượng máu thấp sẽ lập tức bị hạ gục ngay lập tức. Và ngoài ra sẽ còn gửi đến cho anh em ở góc trang hình đấy ạ, là các phù hiệu và trang bị khác của Tí Nị để đảm bảo sự đặc trưng và anh em có thể có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng mình. Aisa là vị tướng mà hoàn toàn anh em có thể cầm đi đường mid nhá. Hồi đầu khi mà ra mắt ở bên bản Đài Loan thì Aisa từng được gợi ý là trả vị trí trợ thủ, nhưng mà sau một cái thời gian trải nghiệm và được tăng hiệu chỉnh sức mạnh ở trong phiên bản vô tận hỏa lực thì Aisa chính thức trở thành một vị tướng, đó chính là pháp sư slow đường nhá, thiên hướng khống chế và cấu rỉa gây sát thương. Nội tại của Aisa đó anh em chưa, tấn công một cái là gây ngay thương bằng 6% máu tối đa của địch, chưa cộng thêm sát thương phép nhá. Lượng máu, sức tấn công, giáp phép, giáp vật lý của Aisa sẽ tỷ lệ thuận với cái lượng sát thương phép mà các bạn có. Sát thương phép các bạn có càng nhiều, Aisa càng trâu, sát thương càng khủng và máu càng nhiều nhá. Vừa tậu ngay cho Aisa tràn chiếc giày Hermes để có thể linh động và tấn công các bản đồ. Chiêu của Aisa cực kỳ nguy hiểm nha anh em. Tuyệt vời. Một pha ủn showman. Anh em có thể thấy được rằng chúng ta nên tích chiêu 1 hình dạng nấm để có thể là kích hoạt và tấn công kẻ địch nhá. Đó chưa anh em chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Khi các bạn tung chiêu cuối ra, kẻ địch không thể thoát khỏi cái giới của bạn và chịu cái lượng sát thương. Đồng thời khi mà có Aisa bên cạnh bên sẽ cường hóa và tấn công, đồng thời tăng cái lượng khả năng miếng thương đấy cho Aisa 5% một kẻ địch. Tức là nếu có 5 kẻ địch, Aisa được tăng 25%. Chẳng khác gì là chiêu cuối của vị tướng Jhina anh em ạ. Nên có thể nói ở trong anh tổng các bạn cần đặt chiêu cuối tốt thì Aisa có thể quẩy ra tranh rất là khủng. Anh em có thể nâng max chiêu 1 để tối ưu khả năng cấu rỉa. Và nếu mà anh em muốn tự bảo kê bản thân tốt và điều hướng Aisa rút về tấn công một cách hiệu quả nhất thì anh em max chiêu 2 nhé. Hai sự chọn này đều có hiệu quả cao. Nâng chiêu 1 anh em chỉ được tăng sát thương các kiểu thôi. Còn anh em nâng chiêu 2 đấy thì các bạn sẽ được giảm thời gian chiêu của chiêu 2 nhiều hơn. Khép góc. Mặc dù chúng ta tung chiêu cuối hơi xịt ở trong pha vừa rồi thì nhưng mà chúng ta có thể tạo ra một cái kết giới trong 3 giây nha anh em. Một cái kết giới trong 3 giây. Cái nội tại của Aisa tên là đối tác tư pháp, tức là Tí Nị chính là đối tác của chúng ta. Và Tí Nị khi tấn công mục tiêu đầu tiên đấy, sẽ gây lượng sát thương tối đa, phần trăm máu tối đa của mục tiêu và chuyển thành sát thương phép nha anh em.
Và như em từng nói, tín nhị sẽ tỷ lệ thuận với cái lượng sát thương mà anh em có. Anh em có thể check bản đồ bằng cách đó chính là sử dụng chiêu một tín nhị vào các vị trí mà các bạn không có tầm nhìn. Nếu có người, tín nhị sẽ lập tức tấn công, rất hiệu quả đó anh em. Chiêu một mang tên đó chính là đá ma thuật. Đá ma thuật đúng vậy, tấn công hai kẻ địch sẽ hóa thành hình quả nấm và tấn công kẻ địch, tạo một cái bức tường như ở bức tường nhá, cản trở đối thủ và sau đó phát nổ và gây lượng tổn thương. Đương nhiên là nếu có tín nhị thì các bạn sẽ khiến tín nhị tấn công đối thủ và tín nhị sẽ làm chậm mục tiêu nha anh em, rất là tuyệt vời. Chiêu 2 mang tên là thiên ma thuật. Đúng với tên của nó, khi mà chúng ta triệu hồi tín nhị thì sẽ lập tức hất tung mọi kẻ địch ở trên đường và tạo giáp. Tuyệt vời anh em ơi, một mạng kìa, băng trụ nào tín nhị đâu. Mình đang sử dụng cho vị tướng này là chính là phép bổ trợ, anh em, là phù hiệu ma tính và phép bổ trợ tốc biến. Nhưng mà nói thật là ép thích cái phép bổ trợ là tốc hành hơn cho vị tướng này. Mặc dù vị tướng này chưa có chức tình hình nhá, nhưng mà chúng ta có thể điều khiển phép rất là tốt và tối ưu. Chiêu một hồi rất là nhanh anh em ạ, mặc dù là mình cho dù có nâng mắc chiêu một thì cũng không được giảm thời gian hồi chiêu đâu. Có giảm nhá anh em, có giảm nhá. Sorry. Chiêu cuối mang tên là sa bàn ma thuật. Nếu mà các bạn không có tín nhị, các bạn có thể tung ra sa bàn và tạo kết giới. Nhưng mà nếu có tín nhị đấy ạ, tín nhị sẽ có thể gàn được nhiều thứ hơn. Đó, trời ơi, pha này là sợ bị sợ thương anh em ạ. Tại vì con tín nhị thực sự máu rất là phế, cái máu của nó cực kỳ thấp luôn anh em ơi. Có pet chúng ta có thể sử dụng pet để đẩy trụ, ăn các mục tiêu đơn giản hơn rất nhiều. Anh em có thấy được rằng khi mà chúng ta kéo cái con tín nhị về thì cái lượng sát thương tín nhị phải nhận đấy là cực ít, hoặc có thể nói là rất rất ít và gần như không có. Nên em mới nói các bạn phải sử dụng chiêu 2 thực sự hợp lý. Thứ nhất là để bảo kê bản thân, thứ hai là điều hướng tín nhị rút về rồi lại tấn công nha anh em. Ngoài sử dụng chiêu 1 để mà định hướng tấn công mục tiêu ra, bóp rồi, trời ơi, sụp ơi là sụp, thì các bạn có thể sử dụng đoán thường để mà tấn công một cách hiệu quả nhất. Khi mà tín nhị của các bạn bị hạ gục điện, các bạn sẽ phải chờ thời gian khoảng 15 giây để có tín nhị trở lại. Nhanh lên, trời ơi, tức quá anh em ạ. Suýt là pet của chúng ta bị hạ gục rồi. Khi mà Aisa mất pet, cái lượng sát thương và sức mạnh bị giảm đi khoảng 50%. Anh em hết sức chú ý nha, chơi luôn. Ấy. Anh em thấy không? Đó là một vị tướng pháp sư có khả năng khống chế rất là khó chịu. Nhưng mà để Aisa ra mắt ở mấy chủ Việt Nam và trở thành một tướng epic thì anh nghĩ là không đâu. Và nếu Aisa được bán ấy, em nghĩ rằng nó sẽ bán được với giá chính là 13k. Hoặc là nếu nhà phanh hào phóng hơn, có thể là đưa Aisa vào cái xưởng rèn Moren để tất cả mọi người đều có vị tướng này. Chúng ta luôn để cho Aisa có cái chiêu 1 ở cái trạng thái là tạo nấm nha anh em. Tại vì cái trạng thái đó là cái trạng thái khống chế rất là khó chịu từ Aisa có. Aisa có khống chế từ cái chiêu 1, chiêu 2 và chiêu cuối cực kỳ khó chịu nha anh em. Chiêu cuối hồi chiêu khá là nhanh. Anh em thấy không? Con pet chúng ta có khả năng tanh con tà thần này rất là khỏe. Nên các bạn nhớ tận dụng điều này nhé. Ở trong trận đấu này thì mình cầm Aisa đi trợ thủ, thành ra cái lượng sát thương phép là chưa có nhiều. Anh em thấy cái gia tốc tế đàn ghê chưa? Đó là gia tốc tế đàn của bộ trang phục Natalia hỏa nhãn cuồng ưng gì đó anh em ạ. Nếu em không nhầm như vậy, nói chung là phượng hoàng lửa. Ê, con chó mày định chết tao à? Đuổi luôn anh em ơi, đuổi luôn. Ấy, định solo kill mình kìa. Mình phải rút ra nha anh em, rút ra đợi hết nội tại và chúng ta tấn công. Gắt chưa? Ấy. Một pha solo gần kill rất là hay của mình với vị tướng Aisa, kéo hụt thả. Tuyệt vời luôn anh em. Vậy là từ gần 10 phút vừa qua, em đã giới thiệu cho anh em vị tướng Aisa, vị tướng thứ 93 của Liên Quân, chuẩn bị ra mắt với anh em rồi. Đi đắc thì em nghĩ rằng nhà phát hành sẽ gom, tức là kiểu gom lúa, đợi sổ sinh mệnh ra mùa 13 thì chắc là bán một thể anh em ạ.
Chứ còn Aisa sẽ là vị tướng kế tiếp trước. Tại vì anh em cần phải nhớ rằng ở bên máy chủ thử nghiệm hiện tại ấy, thì chúng ta còn thêm vị tướng đó chính là Kera chưa ra mắt đúng không ạ? Và có khá vị tướng ẩn nhá, chưa ra mắt nhưng là vị tướng ẩn chuẩn bị chào đón với anh em rồi. Nên việc Aisa ra mắt và tất cả vị tướng khác dần dần hé lộ là điều hoàn toàn cần thiết và tất yếu. Hy vọng rằng qua clip này anh em đã biết được đó chính là phù hiệu, trang bị và bảo ngọc cho Aisa, vị trí, các bộ ý thức, cách combo, nâng ý thức ra sao cho bí tướng Aisa rồi. Anh em nếu mà muốn ép làm về hướng dẫn các vị tướng một cách chi tiết như vậy thì đừng quên để bật like và share clip này để tất cả mọi người biết được rằng Aisa chơi vị tướng chuẩn bị mang của chúng ta nhé. Để ủng hộ ép, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.